Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury Channel. Nếu như ở số trước chúng ta đã có cái nhìn rõ hơn về chiếc đồng hồ Patek Philippe lịch thường niên, thì trong video ngày hôm nay hãy cùng tôi đánh giá qua về một cái tên thuộc thương hiệu đồng hồ Rolex. Ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ là một ngành khá đặc biệt khi sự pha trộn của những giá trị truyền thống song hành cùng với sự phát triển công nghệ kỹ thuật hiện đại nhất. Và có lẽ không một ngành công nghiệp nào lại đặt nặng giá trị truyền thống hơn đồng hồ. Thương hiệu đồng hồ Rolex cũng không phải là một ngoại lệ khi ra mắt chiếc Rolex Cosmograph Daytona Chocolate nhằm đáp ứng nhu cầu của các vận động viên đua xe chuyên nghiệp. Cảm nhận của mỗi người khi nhìn nhận chiếc đồng hồ này là khác nhau, nhưng đối với tôi thì chỉ có hai từ có thể mô tả ngắn gọn mà thôi, đó chính là cuốn hút. Vẫn là kiểu dáng đặc thù kinh điển Daytona 1963, nhưng mấy ai biết được rằng để tiến hóa lên phiên bản ngày hôm nay thì Rolex đã phải sử dụng những công nghệ chế tác tinh vi và hiện đại bậc nhất. Mặt số đồng hồ màu nâu chocolate là điểm cuốn hút nhất và đập vào mắt người đối diện ngay khi bắt gặp. Đó cũng là lý do tại sao cùng là chiếc 116515, thế nhưng mặt chocolate luôn đắt và được săn đón hơn là mặt số màu trắng sữa rất nhiều. Với bố cục được coi là tiêu chuẩn của vẻ đẹp Daytona, với 3 đồng hồ phụ được sắp đặt ngay ngắn trên mặt số, việc Rolex khéo léo linh hoạt thêm màu chocolate cho mặt số thay vì trắng hoặc là đen đơn thuần đã đem lại cho tập đoàn này một lượng rất lớn những người chơi mới và những người yêu bởi cái nhìn đầu tiên. Rolex là vậy, vẫn quanh đi quẩn lại một vài thiết kế, thế nhưng mỗi một thay đổi nhỏ nhất, dù là cọc số, đầu kim cũng có thể làm cho hàng tỷ người trên hành tinh này phải xao xuyến. Không ít người lầm tưởng kim mũi tên của Rolex là kim báo giây, nhưng sự thực lại không phải như vậy. Đối với những chiếc đồng hồ có chức năng chronograph, bấm giờ thể thao, thì chức năng của kim mà chúng ta thường lầm tưởng là kim giây có nhiệm vụ tính thời gian và chỉ hoạt động khi chúng ta bấm nút ở góc 2 giờ. Thời gian đo khi bấm nút chronograph được ghi lại tại hai đồng hồ nhỏ ở góc 3 giờ và 9 giờ. Đồng hồ ở góc 3 giờ đếm từ 0 phút cho đến 30 phút. Và câu hỏi được đặt ra là nếu chúng ta đếm nhiều hơn 30 phút thì sao? Và câu trả lời nằm ở đồng hồ góc 9 giờ cho phép bộ đếm thời gian lên tới 12 tiếng. Bộ đếm thời gian này thực sự giúp ích rất nhiều vận động viên thể thao có liên quan đến tốc độ. Vậy cuối cùng thì thực sự kim giây của chiếc đồng hồ này nằm ở đâu? Hay là chiếc đồng hồ này không có kim giây? Gia Bảo Luxury xin được giải đáp thắc mắc là kim giây của chiếc Rolex Daytona Cosmograph này được đặt ngay ngắn tại đồng hồ phụ góc 6 giờ với 3 mốc hiển thị 20, 40 và 60 giây. Có thể coi như đây chính là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu cho phong cách bài trí mặt số của Daytona. Cho dù Rolex Daytona phục vụ những vận động viên của các môn thể thao trên cạn, thế nhưng tập đoàn này cũng vô cùng cẩn thận khi bố trí 3 nút bấm được cấu tạo rất chắc chắn, đảm bảo chống nước tuyệt đối, kể cả những giọt sương nhỏ nhất. Và chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về Twin Lock và Triple Lock, được coi là linh hồn ngăn không cho bất kỳ giọt nước nào có thể xâm nhập và phá hại cỗ máy của Rolex trong những bài hát sau. Với vòng bezel được làm từ ceramic tuyệt đẹp, được Rolex đặt tên là Sacrum. Vòng bezel màu đen là thiết kế khá đặc trưng của dòng đồng hồ Daytona. Điểm xuyết vào đó là những chữ số bằng vàng hồng được đính lên vòng bezel bằng phương pháp đặc biệt có tên là tán xạ magnetron âm cực. Vòng bezel ceramic được sử dụng ở chiếc Daytona này cũng chính là loại được sử dụng trên những mẫu GMT Master hay là Submariner. Rolex có vẻ cực kỳ yêu thích chất liệu ceramic với khả năng chống xước hoàn hảo, đồng thời thì có vẻ ngoài bóng bẩy. Bằng chứng là họ đã sử dụng chất liệu này trong ngày càng nhiều những mẫu đồng hồ mới. Với vỏ ngoài làm từ vàng hồng Everose 18K của Rolex, brand 116515 sẽ được đi kèm với dây da cá sấu màu đen, với chỉ đen được thêu hoàn toàn thủ công. Theo như truyền thống của Rolex thì sẽ có nhiều phiên bản khác của mẫu đồng hồ này được ra mắt trong vài năm tới. Và tất nhiên sẽ bao gồm cả những phiên bản với dây kim loại.
Kim đồng hồ được làm từ vàng hồng, tạo lên vẻ đồng nhất với vỏ ngoài. Hoạt động bên trong lớp vỏ màu vàng hồng đó chính là bộ máy 4130 tự động với tính năng chronograph của Rolex, 44 chân kính, biên độ 28.800 và chữ cod lên tới 72 giờ, tương đương với 3 ngày không sử dụng. Hiệu quả và chất lượng thì chắc chúng ta đều không bàn tới, thế nhưng ít ai biết rằng cỗ máy 4130 này đã được các kỹ sư của Rolex giảm 60% các chi tiết cho cơ chế chronograph. Và chúng tôi sẽ có một bài viết tổng hợp chi tiết về các cỗ máy huyền thoại của Rolex trong một vài ngày tới. Và không có gì lạ khi mà Rolex Daytona được rất nhiều người nổi tiếng lựa chọn trên cổ tay ngọc ngà của họ. Có thể kể đến như là vợ chồng nhà Beck hay là siêu sao Cristiano Ronaldo, Paris Hilton và cả những siêu sao khác nữa. Giá niêm yết của chiếc đồng hồ này lên tới 28.800 USD theo website của Luxury Bazaar. Còn giá đồng hồ đã qua sử dụng cũng dao động trên dưới 20.000 USD theo Chrono 24 tùy theo tình trạng. Các bạn cũng có thể tìm mua chiếc đồng hồ này bằng cách truy cập vào website chính thức của chúng tôi, giaobaoluxury.com. Và trên đây là những đánh giá qua của chúng tôi về chiếc đồng hồ Rolex Chronograph Daytona Chocolate. Ý kiến của các bạn như thế nào thì hãy để lại ở phần bình luận bên dưới clip này nhé. Và đừng quên đón xem những video tiếp theo của Gia Bảo Luxury Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.